kỷ niệm nào mà vui cũng được, buồn cũng được, nhưng mà con nhớ mà nhớ, con nghĩ là cả đời này không quên được không? Dạ như là lúc đó con còn chút xíu, lúc đó là con chưa có biết hát, chưa biết ai. Dạ lúc đó là con ở ở dưới quê đi học, học kiểu mẫu giáo rồi. Dạ lúc đó con chỉ mới có 3 4 tuổi, thì cha con với anh con lúc đó đi diễn, lâu lâu kiểu về thăm hai chị em con. Cái ai lo cho tụi con ở nhà? Dạ cô ba diễn ba. Thì cha con về thăm con. Bữa đó cha con đi thì con mới chạy ra, con ôm cha con: cha ơi cha đừng có đi, cha cho con theo để bảo vệ cha, không thôi là ăn cướp nó ăn hiếp cha. Thì cha con cho con đi theo, cha con nói á là bây giờ đi theo là con có muốn theo nghề không. Con mới kêu là dạ con muốn. Dạ là bữa đó là con đi buổi sáng con tập tuồng, buổi trưa là con lên sân khấu con diễn luôn. Thì lúc đầu lên sân khấu thì nó rất là run, nhưng mà sau này cái kiểu có cha kiểu động viên rồi kêu con đừng có sợ rồi kiểu không ấy, cái sau này con mới chững chạc lên rồi. Rồi còn một kỷ niệm nữa là con với anh con với cha con đi trên một chiếc xe, để con nhớ như là từ thành phố đi Cà Mau. Dạ đi từ thành phố đi xuống Cà Mau thì chạy trên đường thì bị tai nạn cái khúc cây, té xuống thì cha con, Mà đi xuống Cà Mau bằng xe máy hả con? dạ lúc trước thì không có điều kiện Xa lắm lắm, á con, xa dạ khủng khiếp luôn. lúc trước thì gia đình thì không có điều kiện lắm. Thì ba cha con thì bị té xe, cha rất là đau nhưng mà cha có đỡ con, lúc con té là cha có đỡ cái tay cha con đỡ cho nên con không có bị gì hết. Con mới nói trời ơi sao cuộc đời tôi khổ dữ vậy trời. Chàng ôm con chàng khóc. Cha con thì cha con muốn đi làm nhưng mà con với anh con không cho, tại vì cha già rồi. Thì con mới nói cha con là chơi, vì cả cuộc đời cha hy sinh cho con rồi, con phải kiểu như con phải đi làm cái gì đó nhưng mà trả ơn rồi cho cha. Học hành thì để con tự con học, tự con làm, nuôi cha. Cha con thì kêu là con phải đi học, sau này ra không bằng người ta. Con có thể rất là giỏi trong lĩnh vực của mình, nhưng nếu như mình thiếu những kiến thức khác, bây giờ mình chưa thấy đâu con. Nhưng mà sau này lớn nó sẽ rất là khó, con không thể đi làm bất kỳ một công việc gì. Cha con có khuyên con. Hôm nay con có thấy được gặp ba mình trong chương trình như thế này, có hai cô ở đây, con có muốn nói trực tiếp với ba con điều gì không? Nãy anh có nghe Gia Bảo nói là Gia Bảo thường hay lén ôm anh lúc mà anh ngủ á. Dạ có. Lúc Gia Bảo ôm á thì Anh biết chứ anh à? biết chứ, Dạ. Gia Bảo hung thì cũng biết. Nhưng anh không thích thổ lộ tại vì anh đã hy sinh 11 năm rồi. Nhưng mà con nhiều khi nó cũng cần những cái ôm á anh. Con nó cần điều đó, nó thèm đó anh. Dạ đúng Tại vì rồi. thương cha quá, muốn muốn được thể hiện ra điều đó đó anh. Dạ. Có một lần nữa thì người bạn kể lại, Gia Bảo với Gia Quý về thăm anh. Thì anh đi làm công việc rồi, hai đêm nó lấy áo đắp trên mặt mình nữa. Dạ. Đó là nó nói là có cái hơi cha cũng mới được. Dạ, đó là lý do tại Tôi sao hiểu ạ. mà trong cái hình ảnh lúc đầu á cô là có cái áo Dạ này là vâng, như vậy đó tôi cô. với Thanh Vân cũng nghĩ rằng bố yêu con, không phải yêu một mình con, mà yêu tất cả các con. Bố con đã làm một cái công việc của vừa là cha vừa là mẹ. Con hiểu được điều này không? Dạ. Và ba con quan niệm rằng là để dạy con được thì phải giữ một cái khoảng cách với các con biết là ba mình yêu thương.
nhưng mà luôn luôn ba con quan niệm như vậy, giữ một cái khoảng cách, không bộc lộ những cái âu yếm để mà con có thể tự hiểu lấy. Nhưng mà con vẫn phải kiêng dè, e sợ vì quan niệm của ba là như thế.